Ôi dồi ôi dồi ôi kìa, cái mình nó kìa. Ôi dồi cái mình kìa. Mà lấy gì đựng nó trời. Nó cắt cái rút vô rút tới luôn chứ đâu rút lui được. Đúng không? Rút về đây. Ừ. Em Án Sông Đức Sài Gòn chào cả nhà ha. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Em mừng quá cả nhà ơi. Em giăng tay lưới hôm nay gần một tháng trời rồi mà em đi thăm muốn xỉu luôn mà không có dính là không có dính nha cả nhà. Mà hôm nay á, thằng xui thì nó đang đặng thằng kia. Nhưng mà em đi thăm có một mình à. Nhưng mà em lên em thấy rồi bây giờ em không dính với hổ bự rồi. Nhưng giờ mình em không xử lý được. Bữa là dính lưới của Thiếu Khỉ mà bữa nay dính lưới mình nhưng mà mình một mình em xử lý không có được. Bây giờ em chờ đó. Xui nó đang đặt vô tới cái chỗ con xui đang đặt vô tới rồi. Bây giờ xui nó đặt vô tới đây dẫn lên hỗ trợ em nha cả nhà, chứ một mình em xử lý là không có được đâu. Đó xui đó đang đặt vô tới rồi. Đó còn đây là cái chỗ của hổm cái da rắn hổ lộn mà cái con hổ này có gì đó, đây là nãy em đủ cái mũi vô nè. Đó đường đi lên lá em đưa đường đi lên cho cả nhà mình xem luôn nha. Đây anh Thợ đã vô tới cả nhà. Chứ em cầm máy quay là thật sự em cầm cái điện thoại em đâu, em quay về em chuyển qua máy kia chứ em cầm máy là không xử lý được, đẩy tới cọc dây luôn xui lên rồi. Mời cả nhà đi theo em với xui lên nha. Trời ơi cả nhà ơi, ơi ghê cái đầu kìa trời ơi nè. Ơi cái đầu đâu rồi, em đưa cái tay vô sát quá không được nha cả nhà. Nè cái đầu luôn kìa, đầu gỗ nó dài nay xui rồi con này tới tan rồi cậu gỗ kìa cả nhà, con này bự tới tan rồi dài đồng lòn tới tan kia luôn kìa. Trời ơi trời, đã chưa, tới tan luôn, không dám để gần. Rồi giờ để xui lấy cái này giặt mới dính ha. Mới dính chút sáng này. Rồi nó quấn rồi ông nội rồi. Trời xui chuyên nghiệp quá ta, thấy không? Ôi dồi ôi kìa, cái mình nó kìa. Ôi dồi cái mình kìa. Mà lấy gì đựng nó trời. Nó cắt cái rút vô rút tới luôn chứ đâu rút lui được. Đúng không? Rút về đây. Ừ. Rồi. Con thì ngoài. Dính mấy nuột ở đây mà. Dính mấy nuột ở chứ không mấy nuột là hổm lưới này, hổm này em tụi em sảy dữ lắm cả nhà. Hôm nay tụi em sảy dữ lắm chứ không phải em sảy đâu. Sảy rồi bị người ta ăn mấy con. Cắt luôn đi rồi mai mình đem lưới kia mình giăng lại. Thôi bây giờ được không nè, tao cầm nè. Đó rồi cắt đại đi, cắt đi, cắt xuống. Cắt phá mình còn sản thôi. Mình còn tay nữa mà. Cắt quá. Mất cắt ngang gì. Mình cắt xui ấy rồi gỡ cắt ngang mình đó. Ừ cắt ngang mình đó. Ừ đúng rồi. Rồi anh Vũ anh đưa lưới nhưng mà con gái mình cắt thì lá về ăn mình kêu ảnh anh chửi mình đâu. Còn cắt lấy mẹ khúc về đi xui ơi. Cắt về lấy kéo ấy luôn. Ờ cái bây giờ cả nhà tại tụi em còn 4-5 tay lượng chứ không phải một tay đâu. Tại vì mình cắt ngang đây cái nữa mình nói là được. Rồi ok. Bây giờ cắt gắn ra cái lỗ nó cũng vậy thôi. Bây giờ mình cắt đi. Ừ. Rồi cắt ngang đi. Anh Vũ ổng có ăn ổng cũng chửi đâu. Bữa hổm chỗ này là xảy rồi này nó quấn dẹp lép cái cây ấy luôn, hôm nay quấn đằng kia kìa, dính đằng kia. Dính đằng kia kìa, bữa xảy đằng kia. Nói còn là kiếm ăn đồ được nữa chứ đâu phải mình. Ây, trời ơi cả nhà ơi. Wow. Mà ơi, nó tới tàn con hổ ngựa trời ơi là nó tới tàn. Này cũng kiếm mấy à. Kỹ kiếm mốt. Hai giờ kiếm mốt á. Còn ngon quá. Đã quá cả nhà. Đi nữa nè. Đi. Để tao đi trước đó. Bữa nay em hên rồi em đi trước thôi. Nó còn lưới nhóc nè. Lưới này rồi còn lưới bán nữa cả nhà chứ không phải. Ở đây lưới bán mình chút bất. Trời ơi, ngon lành, gành đào. Thôi, về. Giờ mà về mà về cả nhà mời theo cả nhà về với em lát em đi mua đậu xanh. Với xả về mình nấu cháo đậu xanh. Trời ơi là tới tan luôn cháo đậu xanh tới tan luôn. Ở trong này đi phải đi, hai người nãy em lên mình cũng nguy hiểm lắm. Cho lại đi. Dơ thì nát về giữa mà giỏ. Thôi bây giờ tụi em xuống vỏ để tụi em bỏ nó vô đây, quay vào đây xuôi cho cả nhà xem cái nữa rồi cái mình về mình trời gọi cái này mà làm ẩm thực thì thôi tới tan luôn á trời.
cầm trời gọi kìa. Nè. Cả nhà từ xui chắc cái dài không bằng nó đâu. Ôi trời nè nè. Ôi trời. Giờ cầm để sát vô, cầm cái đuôi với cầm mình quắn đưa vô mặt đây sẵn. Nãy. Đây cả nhà, sau đôi khi mấy anh em về á, giờ cũng mặn rồi cả nhà. Nhưng có cái cả nhà biết không, vắng hổ kia thì em không dám quay ẩm thực, nhưng mà chưa vắng này thì nói chung ban vắng cỏ này quay được bình thường đúng không, quay thẩm thực bình thường. Cái em chừa nửa con này lại cho ông anh nha, tại vì ổng cho lưới em để em đi văng vắng đó cả nhà, hơi có máu cho nên em chùi đó. Giờ mình chừa nửa con này cho ảnh, chừa dành nửa con, còn mình với xui là nửa con cả nhà nấu cháo cối, nấu cháo đậu xanh, chờ bộ lòng nè. Thôi bộ lòng là không rồi, tới ăn luôn rồi cả nhà, chứ khỏi cần gì hết chứ, mỗi bộ lòng không lên đâu, bộ lòng rồi. Ủa cái mặt lấy ra cho anh thôi. Rồi cái lá mía nè cả nhà. Thôi tình chỗ này chết hai anh em nữa rồi, tới tan luôn. Thật sự mà nấu chất cối rồi thôi, đừng gì nữa bằng nữa. Đây là xả, mà nấu xả với đậu xanh. Đây là cháo nè cả nhà. Đó bây giờ sôi rồi. Thì sôi rồi mình sẽ cho lên trời cho nó nhừ, mình sẽ đổ rắn vô mình nêm nếm nha cả nhà. Giờ cái xôi bỏ vắng vô. Bỏ vắng vô nè. Đó. Bỏ vô. Đầy nồi luôn. Xôi. Rồi động viên cái bộ lòng vô luôn đó. Ôi giời. Rồi trời ơi, thôi cả nhà ơi, chưa ấy đồ đó, đã quá cả nhà. Rồi bây giờ để bắt đầu cho nó chín rắn cái em nêm nếm rồi xong mời ra cả nhà. Thật sự cả nhà coi nè. Bây giờ trời mưa rồi, cửa đâu nóng. Đó, đồng hành bỏ vô, hồi nãy vô. Đổ hết nguyên chén luôn. Cho ăn cho nó thơm. Đó, trời ơi. Gãy đồng hành lên. Để tiêu nè cái này. Rồi, tiêu đâu, để tiêu lên. Ôi thôi trời, ôi. Đây trời đang chuyển mưa luôn cả nhà, buổi chiều. Thôi cái này đi mua nửa lít rượu về làm miếng xương xương đi. Rồi. Quá cả nhà ơi. Quá trời đẹp rồi. Rồi cả nhà. Cái này là vô trường nè. Cái này là vô trường của trắng nè. Cái này là lá mía. Ở đây là trứng non. Đây, với cái đùm mỡ. Đó. Với bò tử. Cái này bò tử. Ngon quá cả nhà ơi. Với nồi cháo. Cái dĩa này là dĩa nước mắm, dĩa này là dĩa muối chanh, ai muốn ăn gì ăn. Giờ hai anh em này, cái này mặt phải không? Ừ. Cái này cái mặt cả nhà, rồi pha với rượu luôn. Pha rượu anh em uống vô đây nè cả nhà, uống vậy cho miếng vậy. Có đi kéo bung rồi cho nó khỏe. Rồi mời cả nhà dùng chung với hai anh em đó nha. Rồi, chiều rồi. Đó, đây nè. Xong rồi cái cả nhà. Mời quốc cây thôi. Đây, mời cả nhà uống với anh em của mình chung nha. Tại rồi. Chiều trời chỉ mưa gió cũng lạnh, anh em làm sương sương tối còn đi kéo lưới, kéo nò rồi đó. Không mới mưa mà mới dứt à. Vô mắp cả ra, mắp. Rồi, xin mời cả nhà. Đó, trời ơi, chén cháo nè cả nhà. Rồi, gấp cái gì ơi. Rồi. Cái gì quốc cây cho đã, cho mời cả nhà cái trứng hay gì đó, ba tử, vô trường gì đó, ừ. Trứng đi. Rồi, chấm vô.
Trời ơi cả nhà ơi, làm hết. Cả nhà dùng trứng cháo với mình ha. Mấy cái trứng luôn, quất cái coi. Trời ơi. Trời ơi, có đùm trứng quất cái hết trơn rồi cả nhà ơi. Nóng. Nóng quá. Nóng không cái mà chạy tới gỗ luôn, luôn hỏi nóng quá nóng. Mình hôm nay có hai anh em à, chén cháo của mình với cái ly. Còn đen em nó đi mần heo rồi cả nhà. Hồi nãy có ấy nó mà giờ đi mần heo rồi. Trời ơi, tới luôn. Thôi em cũng có uống rồi nhưng mà em mời cả nhà miếng lá mía đi. Em móc luôn. Em mà em bóc luôn chứ giờ sao vậy? Chơi vô đó. Lá mía, em mời cả nhà miếng lá mía nha. Rồi dưới ớt luôn. Cháo đậu xanh nó trong tối chết luôn. Không quá. Không quá. Chờ hết miếng cháo. Cả nhà. Cả nhà biết không? Nó rắn ra cái vị ngọt nè. Rồi đậu xanh nè. Rồi mình nấu với xả nè, nó thơm rồi hành ngò thơm quá cả nhà. Thơm ngon lắm. Nếu mà cả nhà thử nấu cháo có về đi gắn là nấu như vậy là chính nha. Rồi vớt vắn lên thôi. Mình nấu nửa con đó cả nhà mà vắn vậy nè, quá trời luôn. Có hai anh em ăn không hết cả nhà ơi, ấy tính làm nguyên con mà có hai anh em ăn không hết. Quá trời luôn. Ôi giời. Giờ mời cả nhà cái gì nữa đây? Làm miếng nữa đi hay nào. Rồi làm miếng đi. Ủa, chờ trường đi. Anh ơi, xin mời cả nhà ly nữa nha. Anh em mời cả nhà ly uống với anh em mình cái. Vô. Vô. Hồi hồi đã, gấp miếng bao tử à. Vô. Đó, nó đúng là bao tử đó nè. Đây. Cộng cái coi. Vô. Rồi, chấm đây. Rồi mời cả nhà dùng với anh em nha. Vô. Ừ. Ừ. Trời ơi, cái bao tử hào hết nói. Hết luôn rồi. Quá giòn. Không, bao tử giòn không? Không, nó giòn giòn, nó dai dai vậy mới ngon. Chứ mà mềm là không ngon. Mềm, không đúng không? Đúng thật sự. Em đi đập bung về. Rồi mấy ngày không thăm, thăm cả tháng mấy nay rồi bị người ta ăn không dính không dính. Em nói hôm bữa nay lên thăm thử rồi sao? Lũ lên hên. Kêu xu lại cầu cứu em. Tại vì cái đó mà xử lý một mình nó có cây cầm á, thì mình cầm xuống mình bắt đầu được, chứ mà có một người một mình là vừa quay vừa ấy cũng khó. Tại vì buổi chiều cả nhà biết không, ở dưới này á, bữa nay không có gió, cho nên anh em ở chằng luôn, không gió. Rồi, xin mời cả nhà ly nữa với anh em mình nha. Rồi. Ấy để ăn thường thường ta nói rồi, gấp thì xương nó cứng để ăn coi cứng không? Cứng nhưng mình ăn đừng ăn xương, ăn thịt thôi. Gấp cục gắn này. Rồi, ôi ôi. Rồi gấp cục. Đó. Cắm vô. Đây mời cả nhà nha. Đó, xin mời cả nhà. Cắm cái đó. Nó dai lắm rồi. Cái dai hả? Dai. Cái dai, cái dai. Lấy tay lấy nó lướt. Cái tay lắm đó. Không vắn gì mà dai vậy đó, mới giòn chứ mới ngon chứ. Trời con này cũng bự, con bự mà chứ đâu mà nhỏ đâu. Dai quá cả nhà ơi. Lắc đinh lại nữa thì. Dai mà nó da nè. Cả nhà coi cái da nè. Ừ, cái da mà nó giòn mà nó nhưng mà thịt nó vẫn dai. Quá trời. Quá trời. Hai em thì thôi. Mời cả nhà mấy cái trứng với lại gì mỡ. Trứng với mỡ. Béo lắm, này béo dài lắm anh được. Dạ. Trứng lắm. Ừ. Nội trứng béo. Nội không béo. Không. Nếu mà cả nhà thương anh em á, chiều làm nồi cháo về lai gai. Mưa gió anh em ở trong nước. Muốn chia sẻ cái cuộc sống của thường ngày của tụi em là bắt được cái gì rồi tụi em như nào cũng làm món ăn dân dã rồi. Nó vui rồi tối đi làm cả nha. Nếu cả nhà dầm thấy hay mà có ngon gì đó. Hay rắn có ngon. Cả nhà cho kênh YouTube Ế Thông Nước Sài Gòn một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha cả nhà. Thôi giờ xui nè, với em nè.
chào tạm biệt, hẹn lại cả nhà sau nha. Rồi, hẹn lại cả nhà sau. Bye. Bye.